Ê, con cá chê nè. Cá chê đưa đậu lên kìa. Có đó. Ôi ôi, cá lóc chả bá luôn. Nó đó, đó, kìa. Cái đậu nữa nè. Đúa, trời ơi. Ui. Vũ xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Vũ đang có mặt ở cánh đồng lúa chín nè. Thì bên đây Vũ có đặt một số lợn. Bây giờ Vũ đi dỡ lợn trước. Rồi một tí nữa thì Vũ sẽ đón ông cậu của Vũ từ trên Sài Gòn về để bắt cái ổ ong mà Vũ quay hai ba lần rồi đó cô chú anh chị, quay lên cho cô chú anh chị mình xem á, ổ ong ruồi á, thì Vũ không dám bắt, ổng xem được thì ổng về đây ổng đòi đi bắt, thì chút nữa Vũ với ông Dư sẽ dẫn ông đi với lại thăm cái luồng bên kia luôn. Hôm nay thì bầu trời cũng có vài tán mây đen nha. Đó, Vũ xách cái xô này, đi thẳng lên trên kia. Lên tới cái lùng có mấy cái, rồi qua bên gần tràm cũng có mấy cái nữa. Út Dư với thằng Tèo hiện tại đang theo máy cắt cặt lập liên hợp á, cắt lúa nè, để bắt chuột trên đó đó cô chú anh chị. Tuốt chinh tiết trên kia. Sáng có Vũ rủ Vũ theo nhưng mà Vũ nói để Vũ thăm hết cái luồng bên đây một cái. Rồi hồi về còn đi luồng bên sông, thăm luồng bên sông. Hồi chắc điện Út Dư về, rủ Út Dư đi theo với dẫn cổ Út đi bắt cái ổ ong bên sông. Vũ thì không có dám bắt ong. Đây Vũ có một cái nè. Cái đầu tiên. Ây da. Ôi trời ơi, cái bóng tượng nổi lên luôn kìa. Ui. Đó đó đó. Dữ rồi. Trời ơi. Cái gì đây? Quá trời quá đất coi. Một cái một. Ôi ôi. Để coi coi. Một con cá chê nè. Có con cá lóc bự nữa. Cá bóng tượng gì, mấy con cá lóc luôn. Để vô bắt con cá lóc bự này ra trước. Không bự lắm nha. Nhưng mà cũng được. Đây nè. Đã chưa, trời ơi, mọc ú đen xì lì luôn nè. Một con rùa biển nữa kìa. Bắt con tượng này ra. Ôi ôi, con tượng đã hả. Cái lợn này không mà khẩm rồi. Quá trời luôn. Chị ghê không. Con cá rùa bỉ. Đây. Nhỏ ha. Còn chú cá chê này. Chú cá chê này sao đây. Có con cá gì. Cá ngựa nữa kìa. Vũ sẽ bắt con cá chê này ra luôn. Mở hàng suôn sẻ nha. Cái luồng bên sông là cái luồng lờ bị mắc á cô chú anh chị. Họ bảnh thăm luôn. Nếu mà thấy im á thì không im á chứ, không im thì sẽ rút luôn. Ồ cái chơi. Chơi trắng nha, đang thui à. Ở trong cái lùng này đang thui à. Ôi một cái là một bao nhiêu cá nè. Còn con cá ngựa nữa. Cá măng đỏ. Chết luôn hay rồi nè. Cái mang nó đỏ, người ta kia mang đỏ nè. Cá ngựa đồ đó. Cho nó sống lại đi. Trong đây Vũ có mấy cái nè. Nãy giờ hai cái nữa. Mà nó cũng không có chạy cô chú anh chị. Cô chú anh chị nói góp ý Vũ là cái nào không dính thì đừng có mà úp lên. Thì thôi Vũ cũng cắt những cái khúc mà không dính đi. Cho cô chú anh chị xem thoải mái giải trí hơn. Đây cái này không biết dính không nè. Cái này không dính thì cắt bỏ nữa. Không thấy cung kinh gì hết rồi ta. Ôi trời ơi, rô phi. Vẫn còn rô phi à. Dù mới thầm thêm cái nó không dính nè. Dời đi luôn. Mới vô làm cái đầu tiên thấy ngon quá ta. Sao mấy cái thao sao thăm toàn là chất 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 không. Ở đây có một cái nè. Đâu rồi, trước một trước lắm. À dạ, cái này chắc hồi Vũ lội qua bên bờ tràm mà trong đó có cái đường nước.
đặt vô. Rồi đây nè. Ôi. Cái gì mà lên sình lên trơn trời. Rồi rung kinh này của chú anh chị ơi. Ui trời ơi. Gì đây? Ôi ôi. Rô biển, rô bể. Cá lóc. Đây nè. Đen thui rồi cô chú anh chị, cá trong đây đen đen không à. Đã ghê không? Cũng được. Cái này dính cũng được nha. Nè. Cũng được mấy con cá lóc nè. Đây, vũ đổ ra luôn kìa. Cái chai này nhỏ quá, nó vô cá nhiều quá là chìm cái lợ luôn. Chượng cái gùa đồng lại trong cái lợ cho nó quậy quậy chơi. Cái lợ này ngộ lắm, nó không chạy thôi mà nó chạy cái là cá đâu nó vô nhóc hết trơn. Đừng cặp vô bể nè. Đã không? Mới được con cá chê, con này nãy giờ là bự nhất kìa. Cá lóc nhì hôm nay cũng khá khá nha, hy vọng là hai mấy ba chục cái lời hôm nay là sẽ trúng mánh rồi. Để vô gài cây chơi lại luôn. Cái lời này mình đặt á, cái nào dính dễ biết lợi, cái nào nó rung kinh rung kinh. Bởi vì nhiều khi mà mình đặt mày trống quá, mình đi ngang á, người ta đi ngang người ta thấy rung kinh, người ta dở người ta lấy luôn. Nhiều người ta bắt cá, nhiều người ta lấy luôn. Ê con cá chê nè, cá chê đưa đậu lên kìa. Có đó. Ôi ôi cá lóc chà bá luôn. Nó đó kìa, cái đậu nữa nè. Đúa trời ơi. Ui ui vô một khúc luôn, vô một khúc luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nè đã không, vô mắng rồi. Ôi vô khúc luôn, cá lóc bự. Cái vui vui rồi, nó dính rồi. Cá lóc này nãy giờ là khủng nhất rồi nè. Ôi đã trời ơi trời, nó dướng cái gì trời, nó dướng thì dây rồi cô chú anh chị ơi. Nhìn cá lóc đã ghê. Gà gà. Gà. Đừng có dãy nha con. Vô. Ui, ui đã. Còn chú cá chê này. Nó đâm nó dướng ngạnh tùm lum ở đây hết trơn. Nó đâm cái ngạnh vô trong cái hôm lưới nè. Ngạnh con cá chê này thì thôi nó bén như cái mũi chĩa vậy nè, nó không quắt à, đưa vô cái là đi luôn á. Cá chê trong đây cá đen 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 gì không, đã ghê thiệt chứ. Đó một khúc rồi đó, ẩm mày. Vô rồi phải vậy thôi chứ, thăm mà thắt hoài sao. Còn cá rô nè, để đại trong cá rô đây cho nó quậy quậy xộn xộn rồi chơi. Ở cái bờ chàm này á, thì hai bên nó có hai cái bờ, chính giữa có cái đường mương. Đây cái này mà nước nó lớn lên nó rút á, mình đem cái lờ cái lọt vô đây ém ngon lắm cô chú anh chị. Hiện tại nó chưa lớn nha. Bên đây mười mấy cái mà chạy được 4-5 cái, 3-4 cái gì đó. Được cũng mớ cá của chú anh chị. Giờ lên cho cô chú anh chị xem cá nè. Đây nè. Cô chú anh chị thấy tối quá trời ta. Đây nè cô chú anh chị, đã chưa? Đây. Cũng ký mấy gần 2 ký cá đó. Cá bự không? Được thôi chứ không bự hung, không bự lắm ha. Được 2 cá chê. Còn nhiêu cá lóc với bóng tượng không à.
sắp chủng rồi cố ơi. Cây chanh thấy không cố, thấy không? À, xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay cô Út ở từ Sài Gòn về đi đây để bắt ấu ong thôi. Từ tuốt trên nó một về đó cô Út. Cho ông bắt rồi bây giờ Vũ sẽ đi thăm mấy cái loài cá cùng Út Dư nè. Để qua quay cái tổ ong cho cô chú anh chị xem. Mấy hôm trước thì cô chú anh chị kêu Vũ bắt luôn mà đâu có dám bắt đâu. Thấp chủng con cô Út. Hả? Không mà bắt đại đi, mình không bắt người ta cũng bắt à. Nó lỗ chà bá luôn đó, đang thui lui cho ông xử ở đây chanh thì thôi luôn. Trời trời, cái này nhỏ mà trái cái này dư ghê luôn nè. Đã ha. Trên cái cây mà cao chút trên đó, đó có hai cái thôi. Cô chú anh chị nói Vũ quay gì đó, sẽ mắc lợp. Mắc thì mắc đi chứ sao giờ, ai tham thì ta lấy thôi. Không phải dấu đó đâu, chứ tôi giờ ở đây rồi, đánh lạc hướng. Nó ơi có gung kinh đậm dưới kìa kìa. Nó cái lợ đó. Có rung kinh rồi. Đó, thấy không? Không biết cái gì, nó gung kinh rồi đó. Đừng có dẹt quá, mắc á. Đó. Có con gì không? Nói cái sặc đổ lại để lại làm mồi đi cho cá lóc nó vô. Dạ cá quá, dạ cá quá là bọn hát cái lủng mình đó. Gung kinh nó vô rồi, ai dạ cá sặc không? Rồi, ngủ lại sơ sơ lủng. Mắc luôn như vậy. Gung kinh không? Gung kinh rồi mới có cá bự. Nó có gách không? Có gách không chứ? Kỹ trời. Hai cái chết rồi. Trời cái loại nó ngon trời. Cái nào chưa? Cùng dưới đó. Không gung ginh gì hết trơn. Lạc cái đọt rồi mày. Lạc không? Lạc cái chừng có cá đó. Gung kinh rồi mới được. Đây có sạch không? Tống luôn hay vậy? Để lại đi. Ba cái chưa được con nào ngon lành hết. Sạch không? Cái xuồng ở dưới mấy sông nghe cốt. Đây, đi ra đây. Đâu? Con hả? Tình hình là ổ ong nó không có miếng mặt nữa cô chú anh chị. Giờ cho ông về trước đi. Lội theo đi thăm lò không nổi đâu. Là sao mấy con cái không? Mình thấy cái lời không? Đi tới mà làm ơi cái lò đó có chạy cá rồi chưa? Tôi thấy có dấu rồi. Gung kinh á mới sướng. Nãy giờ chưa được con gì bỏ lòng á. Thấy không? Cái gì? Ướt miếng ngay chừng đó. Nó ăn khá gì? Lò này như này là thành tích cũng cao lắm rồi đó. Thôi chắc không có cá bự rồi, không thấy gung kinh gì hết. Trời ơi. Vậy mà không có con cá lóc nào chưa vô trời. Ngay cái đường cống ngon ghê. Kệ nó, để đại gì đi, lần sau lại mà cái trôi cái lợi mất tiêu là biết rồi đó. Có cá khủng rồi đó. Sặc không? Thiệt cái này đi ngang gung kinh bởi vì người ta lấy là phải lắm. Cái lợi lồi lên luôn rồi. Gung kinh không? Không thấy đồng tính gì như vậy.
Kinh này cũng có cá bự là nó cũng kinh dữ dằn lắm. Nó cá lóc nhỏ có gắt không? Có cá sình nó ra để cua kẹp à? Cuối cùng cũng đừng con cá lóc. Con gì? Đâu? Ốc lát hả? Ốc lát thì tôi nghe cá thắt lát. Cá lóc nhỏ. Ông vừa có mấy cái lọp siêu to khổng lồ đã lắm, không biết đặt ở đâu rồi nữa. Ta lấy hả? Cái xứ gì đâu mà bọn ác lấy kinh. Dắt đề nhóc ạ. Giờ tiếp một loại sông. Loại sông qua một cái luồng khác. Sáng nay nước cạn. Ngập đầu luôn. Trời ơi, cái gì kìa? Cá lóc. Bắt con cá lóc đó. Không quậy luôn ha, ngắn nước nè. Cá rô. Ê, 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 ê. Nó gần kìa, cái đưa cái đầu nó gần kìa. Nè. Cái này đừng con, sao cứu nó ra được. Đổi tay thăm cái mương cạn quá trời ta. Ôi cái lò này chắc dời luôn quá. Cạn queo rồi. Khô lò luôn. Rồi rồi. Dời đi. Chó đi quen rồi. Hôm qua đi ra đồng cho nó ăn cá nướng quen hơi. Trời ơi lú cái lợ lên luôn, lội cái lợ lên luôn một khúc rồi. Mương đựng nước này hôm nay cạn. Cái này đặt lợ không có chứ lội xuống một hang, trục hang thôi là cái lóc cái gô nhóc luôn á. Cái chê rồi. Để coi tình hình mà nếu mà thăm lợ không có hồi đi một hang luôn. Trục hang cái lóc luôn. Cạn nhất phải không? Đục ngầu luôn kìa, cũng kinh luôn. Cái sàn cái dời luôn rồi. Dời qua bên gần chàm đi. Nó. Cái gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, con chà bá luôn kìa. Nè. Có con cá lóc nè ông Dư ơi. Trời ơi. Con này cá nè. Phải có thằng kia hôm bữa nay nó là nó bắt trời cái gô bự dữ không dư cái kìa. Hết sức cái gô. Ông đổ ra đi, hồi mình đặt lại chứ. Ừ. Thằng gì, cái thằng gì hôm qua đi một cái mình thằng gì ta? Nó còn ở đây không? Cái lợi chẳng cống này cạn queo nữa rồi. Có con gì cũng kinh không? Chứ đó, đó. Thấy gì không? Okay. Con chó nó dòm kìa. Ôi. Trục ngầu vậy? Trời ơi ốc không? Dời luôn đi cạn queo à. Có con gì quậy quậy đó. Cạn ốc cứng. Vô con cốc nữa kìa. Phải con cốc không? Cốc thiệt mà. Vui luôn. Rồi, cua vô cái gách lưới rồi đó. Bắt con cá lóc thôi. Nó gách không? Rồi, vô con cốc. Không biết bà cốc bà vô đây làm gì trong đây nữa nè.
quả ỉa. Cua, bỏ con cua đi, cá lóc con bắt đi, hồi qua bên gần xã cho nó sống, ở đây cạn quá trời. Đó, đó, có con kinh, có con kinh đó, nhẹ quá trời ta. Đừng đừng có giảm dấu quá nha. Đó, một đống luôn kìa. Để lại đây cho đằng sau bắt cá lóc. Vậy mà chưa vô cá lóc trời. Rồi cái lò đâu? Rồi lật cái lò luôn. Cho cái chai em đi. Thì tình hình là nãy giờ thăm cũng không dính hết trơn của chú anh chị. Bây giờ út dư đồ tèo lát rồi đi lên trên kia để mình đi gượt chuột hết rồi. Vũ cũng đang trên đường đi. Thì nếu mà chí nữa có tình hình gì hay hấp dẫn, Vũ sẽ ghi hình và chia sẻ lên cho chú anh chị xem tiếp ha. Còn bây giờ thì Vũ sẽ kết thúc video thăm lờ cá tại đây. Chạy theo chứ mấy ổng đi tuốt trển. Máy xuống cắt á.